Thật sự bây giờ tôi vẫn chưa hiểu tình yêu là gì đâu. Còn tôi đủ cảm nhận về tình yêu. Vậy ông nói tôi nghe thử xem, tình yêu là như thế nào? Ba. Sao con? Chị Ngọc đồng ý rồi. Đúng là anh đã dối gạt em. Nhưng có một điều anh muốn khẳng định rằng tình yêu anh dành cho em là thật. Tôi cũng không muốn nghe bất kỳ một lời giải thích nào từ anh nữa. Sao không? Để em dựng xe giùm cho nha. Chị có bị đau chỗ nào không? Dạ không sao, em cảm ơn anh. Thôi, không đau là được rồi. Tôi đi nha chị. Anh ơi, anh đừng gọi em bằng chị. Vậy chị cũng đừng gọi tôi bằng anh. Nè. Của mấy anh đây. Mời dùng. Mèo. Mèo. Phi mèo. Phi mèo. Ừ. Bây giờ chị giải thích. Mèo á là để chỉ cho giống đực, đàn ông, con trai. Còn phi mèo á là để chỉ cho giống cái, phụ nữ, đàn bà. Female á là nói tới mẹ em với em vậy đó. Dạ hiểu rồi. Vậy mèo có nghĩa là nhắc tới ba em phải không chị? Đúng, giỏi. Chị. Vậy chị á là dùng chữ nào vậy chị? Gì vậy? Tự nhiên hỏi chị như vậy. Tại em muốn hỏi mà chị. Thì bây giờ em đã gọi chị bằng chị rồi thì có nghĩa là phải gọi là female, giống như là nói tới mẹ em với em vậy đó, hiểu không? Em cũng được biết mấy người lép không thích người ta gọi bằng chị hoặc bằng female, phải không chị? Cái gì? Em cũng biết tới từ les nữa hả? Em còn biết chữ gay nữa kìa, trên mạng quá trời luôn á. Thôi, học từ khác. Sao học trò bây giờ nó lớn nhanh quá vậy? Nó biết những cái từ mà mình không biết luôn. Xu thế cập nhật thông tin bây giờ mà chị. Cho em mượn viết đi. Phải không chị Ngọc? Ngọc, em đi về hả? Dạ, chú Mùa mới đi làm về hả? Ngọc gọi bằng anh là được rồi. Gọi bằng chú. Mà em còn gắn thêm cái chữ Mùi nữa, nghe sao nó kỳ quá. Tại con hay nghe vợ chú
kêu chú là anh Mùi á. Tên Mùi chỉ là tên ở ngoài mà người ta thường gọi thôi. Họ gọi anh theo tuổi Mùi của anh đó mà. Chứ tên trong giấy tờ của anh đó là Dương. Dạ, chú Dương. Chú gọi có chuyện gì không? Chú Hoài. Lại đây anh có chuyện muốn nói với em. Dạ. Em ngồi đi. Em cứ xem như người nhà, nói chuyện cho thoải mái. Đừng giống như chủ với khách. Dạ, nhưng mà có chuyện gì không chú? Tại con phải tranh thủ đi về, đi làm nữa. Đây là tiền lương tháng này của em. Ủa, chưa tới ngày mà chú Mùi. Nữa, cứ gọi anh là Mùi hoài à. Anh đính chính lại lần cuối nè, anh tên là Dương. Tên đầy đủ nguyên họ của anh á là Dương Dẫn Dương. Dạ. Dạ, con cảm ơn chú Dương. Ba cái nhỏ nhặt này mà cảm ơn chi Ngọc. Dạ, tại vì ít có phụ huynh nào mà được trước tiền lương sớm cả tuần giống như chú hết á. Con cảm ơn chú nhiều. Gì mà cảm ơn hoài vậy, cất đi. Anh còn có món quà này tặng Ngọc nè. iPhone 5 đó em. Cái gì? Chú tặng con cái này á hả? Tất nhiên rồi. Anh tặng em. Không lẽ anh ngu ngốc mua món quà đắt tiền này tặng vợ anh? Trời, dạ thôi không được đâu. Cái này mắc tiền lắm. Con không dám nhận đâu. Thôi con cảm ơn chú nhiều. Dạ thôi con xin phép con về ạ. Ngọc. Dạ. Nhờ có em dạy kèm nên con gái anh mới có kết quả học tốt hơn. Em cầm đi có gì đâu. Quà này anh mua trả tiền, chứ có phải lao vào quán hay lao vào nhà của ai đó mà cướp giật đâu. Dạ, con hiểu lòng tốt của chú. Nhưng mà thôi, con cảm ơn chú nhiều, con không dám nhận đâu. Thưa chú con về. Ngọc, nhận cho anh vui mà. Mùi hay Dương gì nó cũng giống nhau thôi. Em nhận đi cho anh vui mà, nhận đi cho anh vui. Chết đi. Trả cho ông đó. Tiền lương một tuần tôi chưa dạy. Ngọc. 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 Ê, con gái hay con trai mà nhìn men quá mày. Nhìn vậy. Mày chạy kiểu gì vậy thằng khùng? Ông khùng thì có. Nghĩ sao tôi về mà kêu tôi bằng thằng? Đồ điên. Dạ chào chị. Công ty vai vậy? Em là sinh viên. Em đọc được thông tin tìm giáo sư trên báo á. Phải rồi. Mời cô vô luôn đi. Sẵn công chủ ở nhà. Dạ. Ủa, mà nhà này á yêu cầu là gia sư nữ thôi mà. Dạ em là nữ. Thôi được rồi, mời cậu vào đi. Quên, mời cô. Dạ. Vào mời cô uống nước, ngồi đợi chủ tôi một chút nha. Dạ em cảm ơn chị. Cô tự nhiên. Dạ, em biết mà anh hai. Em sẽ kiếm cho anh á con nào á hàng ngon ngon. Đảm bảo á tơ mà anh hai. Dạ dạ. Dạ em biết mà. Dạ. Bảo đảm với anh á là hàng ở đó ngon lắm. Dạ, hẹn gặp anh tối nay nha. Em nói cho anh biết á, mấy đứa ở đó là điện nước đầy đủ hết á. Con nào cũng đẹp, vàng giáo mướt rượt như năm roi vậy đó.
Dạ dạ. Hẹn gặp anh tối nay nha. Em vui chơi ở đó hoài mà. Em là VIP ở đó không á? Là một thầy giáo, anh kiếm tiền đủ sống bằng công việc đi dạy hàng ngày. Vì sao em đồng ý làm bạn gái của anh? Tại vì anh hơn khối những thằng đàn ông mảnh bao, mà cái mảnh bao đó đều là do gửi tay xin tiền ba mẹ. Anh đang nghĩ gì vậy? Tính anh thẳng thắn, mong em đừng buồn. Anh có chút tò mò. Anh nói đi, em nghe nè. À, em đã yêu bao nhiêu người đàn ông rồi? Một. Em đã từng quan hệ với bao nhiêu người? Nhiều hơn một. Là bao nhiêu lần? Nhiều hơn một luôn. Thì tất nhiên là phải nhiều hơn một rồi. Thì cái gì nó nhiều hơn một tức là số nhiều rồi. Ủa, mà anh hỏi chuyện đó để làm cái gì? Hay là bây giờ anh muốn quan hệ với em? Xin lỗi nha, em không có hứng. Ngọc, em nói năng như vậy mà không sợ bị người khác đánh giá hay sao? Ủa, chuyện người ta đánh giá em như thế nào là chuyện của người ta, không có liên quan gì tới cuộc đời em. Em nói em đã quan hệ với nhiều hơn một người, không sợ sau này yêu ai, người ta biết người ta sẽ khinh thường em sao? Anh nghĩ người ta sẽ vui khi yêu một cô gái biết nói dối không sợ ngượng miệng hả? Nhưng không phải bao giờ nói thật cũng là tốt hết. Nhưng mà thừa nhận một sự thật thì có bao giờ là xấu đâu. Nhưng mà em là con gái, em phải biết giữ gìn cái quý giá, không nên nói hoang hoang như vậy khi mà nó đã bị mất. Với em thì thứ quý giá nhất chính là lòng tự trọng đó. Em làm như thế thì giảm đi 90% cơ hội của em để gặp được một người đàn ông tốt đó. Em thì nghĩ đàn ông tốt nó nằm ở 10% còn lại. Bất cứ thằng đàn ông nào yêu em đến đâu thì cũng vẫn sẽ khó chịu khi người ta nghĩ đến em đã rất hết mình với một thằng đàn ông khác. Nhưng em đâu có ép người ta phải chịu. Còn nếu người ta chịu thì em sẽ yêu người đó gấp trăm gấp ngàn lần những người đàn ông trước đó. Có lẽ em đúng, nhưng thực tế sẽ làm khổ đời em. Nếu sợ khổ thì em đã không lao vào cái cuộc sống này rồi. Bởi vì vậy nên anh mới thích em. Nhưng mà hôm nay em nhận ra rằng anh thuộc 90% đàn ông không chấp nhận em. Có thể vậy. Và anh cũng vậy. Anh thuộc 90% đàn ông còn lại em không chấp nhận. Vì sao? Tại vì anh quá hèn và ích kỷ. Ngọc, em nghĩ mình danh giá lắm hay sao mà em dám mở miệng ra em nói câu đó hả Ngọc? Anh đang hèn và ích kỷ đó. Tại vì anh nghĩ em không danh giá cho nên anh mới hèn và ích kỷ. Ngọc, Ngọc à. Anh lớn rồi nhưng mà anh chưa trưởng thành. Mình kết thúc đi. Ngọc, Ngọc. Sao hôm nay mình lại khóc? Đã tự hứa bao nhiêu lần là không khóc rồi mà. Phải cứng rắn lên. Dạ con chào bác. Là con gái? Dạ đúng rồi. Đến đây vì công việc được đăng trên báo? Dạ đúng luôn. Vào trong đi. Ok,
Hy vọng ông ta là người đàng hoàng. Cậu chủ mới về. Thưa cậu chủ, có người đến liên hệ công việc. Mời cô ta vào nhà. Dạ. Dạ. Dạ chào ông. Ngồi đi. Chúng ta bàn công việc. Dạ. Tôi muốn đảm bảo nên cần một sự xác nhận. Dạ. Xác nhận chuyện gì hả ông? Cô có phải là phụ nữ không? Tôi là phụ nữ mà. Chuẩn nữ luôn đó. Mẫu quảng cáo trên báo chỉ đơn giản là một gia sư, nhưng thực tế công việc đòi hỏi khó khăn hơn. Nhưng mà cái công việc cụ thể là gì hả ông? Theo cô tự đánh giá thì cô có phải là người kiên nhẫn không? Dài dòng. Hắn đang dè dãn đây mà. Tôi thấy mình là người kiên nhẫn thưa ông. Tốt. Nhưng mà nãy giờ nói quá trời luôn mà tôi không biết công việc cụ thể của tôi là gì hết. Như tôi đã nói, công việc này cần một phụ nữ. Tôi cần phụ nữ, nhưng tôi không thể ra ngoài. Như cô đã nhìn thấy, cô hiểu rồi chứ? Tôi nhận cô vào công việc này. Tôi dung mạo cô hơi giống con trai, nhưng tôi thấy cô rất quyến rũ. Quyến rũ hả? Cô bị điên hả? Gái bao mà chạy à? Cái gì? Gái bao hả? Cô ơi, cô cười cái gì vậy? Dạ. Cô cười gì vậy? Dạ. Tôi đâu có cười gì đâu. Thì tôi vẫn đang nghe công việc cụ thể ông nói mà. Hoàn toàn vì con gái của tôi. Tâm lý nó đã bị ảnh hưởng kể từ khi nó rời xa mẹ nó. Từ khi nó sinh ra, nó luôn quấn quýt bên mẹ, nên có lẽ nó không chấp nhận được. Nên từ khi mẹ nó rời xa nó thì không ai có thể thay thế được. Suốt ngày nó không nói bất cứ gì, chơi một mình, lủi thủi một mình.
Nhiều lúc nó để yên cho chúng tôi chăm sóc, cũng có lúc nó phản ứng quyết liệt. Từ ngày xa mẹ đến giờ, Su Su không chịu tới trường. Nó luôn phản ứng gay gắt mỗi khi người lạ tiếp cận. Công việc của cô rất khó đó. Nếu cô không thành công thì cũng là lẽ thường thôi. Cô cần bất cứ điều gì tôi sẽ đáp ứng. Chỉ mong cô giúp Su Su trở lại bình thường như bao đứa trẻ khác thôi. Tôi đã đưa Su Su tới vài nơi, nhưng tất cả đều thất bại. Tôi thành tâm mong cô hãy giúp đỡ tôi. Thật ra thì ông cho tôi thêm một thời gian suy nghĩ nha. Tại vì trước giờ tôi chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này. Hãy cho tôi biết tin sớm, để có gì tôi còn chọn người khác. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi biết rồi, tôi sẽ gọi báo cho ông sớm. Cảm ơn thiện chí của cô. Tôi có chuyện này muốn hỏi ông một chút xíu. Nếu có gì không phải, ông bỏ qua cho tôi nha. Có điều gì cần cô cứ nói. Mẹ của bé Su Su đâu rồi ông? Qua đời. Tôi xin lỗi. Không có gì. Có lẽ cô cũng cần phải biết, nhưng tốt nhất cô đừng nhắc tới nữa. Dạ. Thưa cậu chủ, cậu chủ có điện thoại. Alo. Dạ, là tôi thưa ông. Xin lỗi, cô là ai? Dạ, tôi là Ngọc. Tôi có đến biệt thự và nói chuyện với ông về việc của bé Su Su. Tôi nhớ rồi. Tôi đang mong nhận tin từ cô đi. Dạ, tôi thương bé Su Su quá nên tôi nhận lời. Tôi mừng vì nghe được tin này. Tôi muốn xin thử việc. Dạ, tôi sẽ cố gắng hết sức ạ. Cảm ơn cô. Cô hãy giúp tôi. Dạ. À, chiều nay tôi có thể đến được không ông? Như vậy thì tốt. Nhưng mà tôi có công việc, cho nên chắc tôi không ở nhà. Nhưng mà cô yên tâm đi, tôi sẽ gọi về nhận người quản gia. Dạ, chào ông. Chúc ông một ngày tốt lành ạ. Cảm ơn cô. Chúc cô may mắn. Dạ, cảm ơn ông. Thank you.
Chào em. Chào em. Chị tên là Ngọc, em là Su Su đúng không? Chị tới làm bạn với Su Su á. Su Su có vui không? Su Su, chị tới đây á là để làm bạn với... Su Su nè, nếu em cứ giữ thái độ không nói chuyện với mọi người sẽ làm mọi người buồn và lo lắng lắm đó, biết không? Su Su muốn chị ngồi hả? Vậy chị ngồi ha. Su Su đưa xích đu giùm chị đi. Chị đến đây á là để làm bạn với Su Su. Tụi mình đã là bạn của nhau rồi á thì phải tuyệt đối tôn trọng nhau chứ, đúng không? Vậy thì chị nói chuyện với Su Su, Su Su cũng phải nói chuyện với chị chứ. Nên mới cho mẹ con cô tá túc ở đây chứ thiếu gì người họ mướn phòng chứ. Cô mong gì thông cảm, chồng con nó đi làm ăn xa, đang kẹt tiền chưa gửi về cho con kịp. Tiền cọc á chỉ bằng có một tháng tiền nhà thôi, mà cô á đã nợ hai tháng tiền nhà rồi. Không có ai được như tôi hết á. Gặp người khác hả, chậm một ngày á là đuổi mẹ con cô đi rồi. Dạ dì thông cảm cho con chậm thêm mấy ngày. Chồng con. Chồng có gì mà chồng, còn giấu gì nữa chứ. Hơn cô làm bé ở đây ai mà không biết. Chắc nó chán rồi bỏ mẹ con cô chứ gì. Tự liệu mà tính đi nha, chứ tôi không có làm từ thiện cho mấy vụ này đâu đó. Dạ em chào chị, em ở phòng trọ phía trước nè chị. Chị biết Ngọc mà, em ra vào hẻm này hàng ngày mà. Dạ. Em bé dễ thương quá à, mấy tháng rồi chị? 7 tháng rồi đó em. Chị, em có ít quà gửi biếu chị. Chị cảm ơn em. Nhưng mà Ngọc đang là sinh viên mà, thì làm gì em có nhiều tiền đâu để mà giúp chị. Dạ không có gì đâu chị. Thì chị có hộp sữa cho em bé nè, rồi hộp bánh với hộp cơm để chị bồi dưỡng có sữa cho bé bú, với lại mấy ký gạo
Để chị để dành rồi ăn từ từ. Chị cảm ơn em. Chị với em đâu có quen biết gì đâu. Trời ơi, không có gì đâu. Chị đừng có ngại. Linh đố mọi người giặt sạch vết bẩn trong một bước mà không làm hư màu vải. Ngâm, vò, chà mạnh. Hư màu rồi, với Ariel chỉ cần một bước giặt. Ariel giữ màu mới. Linh hoạt, chuyên nghiệp, hiệu quả trong những giải pháp tài chính. Hơn 20 năm, Sài Gòn Bank luôn mang đến cho khách hàng sự hài lòng, tin cậy. Với lợi nhuận bền vững, tạo dựng những thành công. Sài Gòn Bank, giải pháp tài chính thông minh. Bị đau ở đâu không? Nè, đố Susu, con chim nào là con chim mẹ? Ừ. Giỏi quá ta. Con chim non dễ thương quá Susu ha. Dạ con chào bác. Susu đó, nó muốn ra ngoài, nhưng ba nó dặn là không có chiều nó. Con bé nó đang trông mẹ nó đó. Bác, con xin phép bác, con đưa Susu ra ngoài chơi được không? Không có lệnh ông chủ, tôi không dám. Susu. Susu, chị đưa Susu ra ngoài chơi. Susu chịu không? Đi. Dạ thưa bác, con xin phép bác, con đưa Susu ra ngoài chơi nha. Cô có số của cậu chủ không? Chứ tôi không có quyết được. Dạ con hiểu. Alo. Thôi được rồi, tôi tin cô hoàn toàn. Cảm ơn ông. Chào ông. Chào cô. Susu, vòng vòng vậy đã chưa? Susu, Susu có thích ăn kem không? Chị Ngọc thích ăn kem lắm. Dạ thích.
Vậy thì bây giờ hai chị em mình đi đi. Chị ăn 2 ly, em ăn 3 ly, chịu không? Ừ, sao cũng được. Cười gì vậy? Hơn 3 tháng nay rồi, cha của nó không liên lạc lại với chị. Sao vậy chị? Anh ấy có chuyện gì hả chị? Chị ở dưới quê lên, chị phụ ở quán ăn Bình Dân gần bến xe. Anh ấy là tài xế, thường ghé quán lắm. Rồi sau đó chị với ảnh yêu nhau hả? Ừ, nhưng khi đó chị không biết là anh ấy đã có gia đình, một vợ và 2 đứa con. Nói vậy chị là người thứ 3 hả? Chị không hề biết. Lúc đó khi đến với chị, anh ấy đã lừa dối chị. Anh ấy nói là chưa có vợ. Vậy sao lúc đó chị không dừng lại? Không còn kịp nữa rồi. Lúc đó chị đã mang thai tháng thứ 6 rồi. Anh ấy hứa là anh ấy sẽ... Chị muốn người đàn ông đó bỏ vợ con để sống với chị sao? Em không ngờ chị lại là con người như vậy. Chị với em giúp chú chim non này nha. Đem vô trong nhà rồi tìm cách mình chăm sóc nó nha. Mình phải chăm sóc thì nó mới mau khỏe được. Với lại mình phải tách chim mẹ ra rồi để chăm sóc chim non thì chim non mới mau lành vết thương, biết không? Nhưng lúc đó chị không biết là anh ấy đã có gia đình, một vợ và 2 con. Nói vậy chị là người thứ 3 hả? Không, chị không hề biết. Lúc đó khi đến với chị, anh ấy đã lừa dối chị.
Anh ấy nói là chưa có vợ. Vì sao lúc đó chị không dừng lại? Không còn kịp nữa rồi. Lúc đó chị đã mang thai tháng thứ 6 rồi. Mẹ con chị ấy chắc khổ lắm khi thui thủi sống trong tình cảnh thiếu thốn. Nhưng mình biết được sự thật, chị ấy muốn một người đàn ông rời bỏ gia đình của ông ta. Mình căm thù những người phụ nữ muốn cướp hạnh phúc của người khác. Su, em đang chờ chị hả? Cầu chủ gửi cho cô. Con cảm ơn bác. Bác cho con gửi lời hỏi thăm ông chủ. Su à, cô ăn đi, hôm nay đồ ăn ngon lắm.
ơi, chị Ngọc đâu rồi ba? Được rồi, để ba gọi điện cho chị Ngọc nha. Chị tới đây đâu phải để ăn cơm đâu. Ai đó muốn chị ăn cơm thì phải mời đàng hoàng chứ. Mời. Thôi, chị đâu có dám ăn. Tại chị đâu biết Su mời ai đâu. Mời chị. Chị nói tin chị rồi đúng không? Ừ, mời chị Ngọc. Giỏi. À. Ơ. Ừ. Lớn rồi, tự muốn ăn đi. Đáng ghét. Cảm ơn Su. Nè, Su ăn giỏi nha. Qua đây, qua đây. Nè, em thảy đi. Thảy đi à. Gần được rồi. Nè. Thử lần nữa nha. Hoan hô, gần được rồi. À, nhớ rồi. Su giỏi quá. Thôi, khuya rồi. Chị về, Su đi ngủ đi. Nè, tự nhiên em vui mà cái mặt chua ụ vậy. Ừ. Không, chị Ngọc bảo lại chơi với em nữa đi. Không được, sáng mai chị còn phải đi học nữa. Thôi được rồi, chị ở lại, được chưa? Nhưng mà chị có điều kiện, một tối nay thôi đó nha. Sao vậy chị Ngọc? Thì tại vì chị còn phải đi học, rồi Su còn đến trường nữa chứ. Nè, Su có thích chị tới đây chơi với Su không? Dạ thích. Vậy Su có nghe lời chị không? Dạ có. Vậy được rồi, nếu Su đến trường học ngày nào thì hôm đó chị sẽ ở lại buổi tối chơi với Su, chịu không? Ba. Con gái. Thôi, con lên tắm rồi đi ngủ đi nha. Ba, tối nay chị Ngọc ngủ với con á ba. Vậy hả? Vậy là tối nay con gái của ba ngủ ngon lắm đi, đúng không? Ba, tối nay con muốn ba ngủ với con với chị Ngọc cho vui. Không được đâu con. Ba còn phải về phòng làm việc tới khuya nữa. Lúc nào ba cũng làm việc hết á. Con giận ba luôn. Tôi nghĩ là ông nên chịu bé Su đi.
Con vô học ngoan nha. Ba ăn gian con không quên đâu đó nha. Nhưng mà ba ăn gian cái gì chứ? Ba gọi điện cho chị Ngọc cho con nói chuyện với chị Ngọc đi chứ. Nói chị Ngọc là con đã đến trường rồi. Để ba gọi chị Ngọc cho. Ba đưa con nghe cho. Nè. Alo. Dạ tôi nghe thưa ông. Em Su Su đây. Dám chọc chị hả? Đang ở trường phải không? Dạ phải. Chị Ngọc, hôm nay chị tới nhà em nha. Chị là người lớn, chị không được khơi lèo đâu đó. Chị biết rồi, chị sẽ tới mà. Con chúc chị Ngọc thi tốt đi. Em chúc chị Ngọc thi tốt nha. Ừ, chị cảm ơn Su Su. Thôi, chị vô thi đây. Chị cũng chúc Su Su đừng ăn hiếp bạn nghe. Chị Ngọc này, chúc chị kỳ quá à. Ừ, thôi bye bye em. Dạ. Có con chim bành khuyên nhỏ, gian trông thật ngoan ngoãn quá. Gọi gia bào vân, lép lép hoan nhất nhà. Chim gặp bác chào bào, chào bác. Ba. Chim gặp cô. Cô. Ba. Con chị Ngọc ai hát hay hơn? Con với chị Ngọc hả? Con với chị Ngọc ai hát hay hơn hả? Ba nghĩ là ba hát hay nhất. Không dám đâu. Chứ sao? Con hát hay hơn. Con tặng chị Ngọc đi. Dạ. Em tặng cho chị Ngọc nè. Ba chọn mua đó chị. Dạ. Dạ thưa ông, tôi... Tôi nghĩ là Ngọc sẽ thích món quà này. Su Su cũng thích lắm. Nó gợi ý cho tôi mua đó. Chị Ngọc, em mua quà cho chị nha. Cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ có gì đâu ông. Tôi làm việc thì cũng được trả lương mà. Sẽ không thành công nếu như em không có tình cảm với Su Su. Vài cô gái đã thất bại, nhưng em thì đã mang hạnh phúc trở lại cho gia đình tôi. Ông mình nói như vậy tôi cảm thấy ngại lắm. Su Su yêu quý em và rất cần em. Tôi cũng vậy. Thôi tôi lên trên với bé Su. Ngọc à, em có thể tới gần tôi một chút được không? Nhiều lần muốn gọi lời với em nhưng mà tôi đã không can đảm. Tôi sợ ngỏ lời em sẽ giận tôi, khinh tôi rời xa gia đình tôi. Lúc đó Su Su sẽ... Ông đừng nói như vậy. Tôi không dám khinh thường ai hết. Ông là một người cha tốt và cũng rất yêu thương con gái như vậy. Su Su thật là may mắn khi có một người cha tốt như ông. Xin lỗi em, tôi không bao giờ cố ý làm em buồn đâu. Không sao đâu, đâu phải lỗi do ông. Xin em hãy nhìn thẳng vào mắt tôi. Xin em hãy nhìn vào mắt tôi. Xin em luôn bên cạnh chúng tôi, bên cạnh bé Su Su và tôi. Tôi yêu em. Ông đừng nói vậy. Tôi không xứng đáng đâu. Xin em đón nhận tình yêu của tôi.
Xin em hãy nhìn thẳng vào mắt tôi, và em có quyền từ chối. Nếu như em nhìn thấy có sự gì đó đùa cợt hay là không thành thật. Xin em hãy luôn bên cạnh chúng tôi. Xin em hãy luôn bên cạnh chúng tôi, bên cạnh bé Su Su và tôi. Tôi yêu em. Xin em hãy nhìn thẳng vào mắt tôi, và em có quyền từ chối. Nếu em nhìn thấy sự gì đó đùa cợt hay là không thành thật. Vì sao Ngọc quyết định rời xa chúng tôi? Thưa ông, tôi nghĩ việc của mình đã xong. Bé Su Su đã trở lại bình thường. Tôi mong ông thông cảm. Chờ đã. Xin em cho tôi biết lý do thật đi. Vì sao em không đón nhận tình yêu của tôi? Có phải vì tôi không đủ bản lĩnh để làm em tin tình yêu này không? Tôi xin lỗi, tôi không thể. Thật sự bây giờ tôi vẫn chưa hiểu tình yêu là gì đâu. Còn tôi thì đủ cảm nhận về tình yêu. Vậy ông nói tôi nghe thử xem, tình yêu là như thế nào? Không nghe bộ chị Ngọc dẫn con chuyện gì hả ba? Không có đâu cô. Thôi, chắc là chị Ngọc ngủ rồi nên không thấy con gọi đó. Ngoan, ngủ nha. Ba, gọi chị Ngọc lần nữa đi ba. Đi mà ba. Không được đâu con à. Bây giờ gọi á là phá giấc ngủ của chị Ngọc đó. Nghe lời ba, ngủ đi con ha, ngủ đi. Không sao đâu, chị Ngọc là bạn của con mà. Với lại hồi nãy chị Ngọc không nghe được thì sao? Gọi đi ba. Được rồi, được rồi. Để ba gọi nha. Hả?
Ngọc. Dạ, có gì khách muốn gặp em á. Ủa, ai vậy chị? Ông ấy không muốn nói tên, nhưng ông ấy muốn trong một giờ đồng hồ chúng ta chỉ tiếp một mình ông ấy thôi. Dạ. Vậy em cố gắng làm hài lòng khách nha. Dạ em biết rồi chị. Thời gian qua ông khỏe không? Tôi muốn nói chuyện với em một lần thẳng thắn. Nhưng mà tôi... Hình như tôi được quán này xem là khách VIP rồi thì phải. Dạ. Dạ thưa ông còn phục vụ thức uống gì ạ? Gọi giùm tôi một ly trà, một ly rượu vang, một ly sâm banh, một ly cà phê đen, một ly cà phê sữa, và một ly nước lọc, và một ly kem. Đó là những gì mà tôi cần. Dạ, xin ông chờ một chút. Dạ, tôi đã làm đúng như yêu cầu của ông. Cảm ơn em. Bây giờ tôi mời em ngồi xuống ngồi nói chuyện được không? Tôi xin lỗi, tôi không được phép. Tôi nghĩ em không làm gì sai khi ngồi trò chuyện hay là tư vấn tâm lý cho một người khách của quán này. Với lại tôi cũng đã xin phép quản lý của em rồi. Như đã nói, tôi đến đây là muốn nói chuyện tình cảm của tôi dành cho em. Em khoan đã. Sau khi trò chuyện cùng tôi thì em có thể để mặc một mình tôi suốt đời cũng được. Trước khi em bỏ tôi và bé Su Su đi thì em đã đặt cho tôi một câu hỏi. Và lúc đó vì quá đổi tuyệt vọng cho nên tôi đã không trả lời em. Tôi xin lỗi, đó là lỗi của tôi. Tôi đã đến và gây thêm rắc rối cho gia đình của ông. Từ ngày em đến, tiếng chim trong vườn nhà tôi hót hay hơn. Bé Su Su con gái tôi đã trở lại như một đứa trẻ bình thường, hồn nhiên và tinh nghịch. Và quan trọng là tôi chẳng khác một chàng trai trẻ mới biết yêu. Mọi thứ tốt đẹp hơn là hoàn toàn nhờ em đó. Những thức uống này có ý nghĩa gì đó đúng không? Trước nhất, tôi muốn em lặp lại câu hỏi mà em đã đặt ra trước khi em rời xa cho con tôi. Ông hiểu về tình yêu như thế nào? Hôm nay tôi đến gặp em là để trả lời câu hỏi của em. Hãy về tôi mà hớp ngụm trà. Em hãy cảm nhận hương vị của trà. Trà khi uống ngụm đầu sẽ có hương vị đậm đà, ngụm thứ hai sẽ có vị thanh thanh, và ngụm thứ ba chắc chắn sẽ không còn hương vị như lúc đầu. Em tận hưởng ngụm cà phê đen đi.
Tình yêu cũng cái gì giống như cà phê vậy đó. Lúc đầu có thể phải trải qua vị đắng, nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ được thấm dần. Ông thử một ngụm cà phê sữa đi. Vị của cà phê sữa cũng giống như vị của tình yêu vậy. Lúc đầu sẽ thấy rất ngọt, nhưng vị ngọt đó nó đến và đi cũng rất nhanh. Em hãy thử dùng một chút kem đi. Em có cảm nhận được sự ngọt ngào và mát lạnh cũng như sự sảng khoái không? Em hãy thử hương vị của ly rượu vang này. Tình yêu đôi lứa thực sự sẽ có vị giống như vị rượu này, nồng nàn, ấm áp và êm đềm. Vậy ông thử uống ngụm rượu này xem. Nhưng tình yêu đôi khi cũng giống như thứ nước khai vị chua lét này, ông cũng cảm nhận được mà. Trà hay cà phê cũng bắt đầu từ ly nước lọc tinh khiết này. Tình yêu cũng vậy, nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất. Em hớp tí nước lọc này và hãy cảm nhận tình yêu của tôi dành cho em là chân thành và tinh khiết. Tôi tin em cảm nhận được. Tôi yêu em. Em làm vợ của tôi nha. Chị Ngọc, ra chơi với em. Hả? Chị vô nè.
Ngốc. Ba. Theo con. Chị Ngọc đồng ý rồi. Ủa mà ba, chị Ngọc đồng ý chuyện gì vậy? Ba. Ba. Chị hứa là bạn của Su suốt đời, chịu không? Ba, chị Ngọc lòng bạn với con là ba ơi. Chim gì đây chị Ngọc? Con này hả? Con chim chích chè. Còn con này? Con chào mèo. Con này à, con này hả? Dạ. Để chị suy nghĩ coi. Con này là con dành khuyên. Có con kim dành viên nhỏ giang trung thật ngoan ngoãn quá, gọi da bào bông dân lấy phép ngoài nhất nhà. Chị 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 chị. Chủ điện thoại cũng mới về nhà. Ờ. Bye bye chị Ngọc. Bye bye chị Ngọc. Chị Ngọc. Nói chị Ngọc, tôi đang chơi với mẹ em. Dạ chào bác, chào chị. Từ khi cô chủ bỏ đi, bé Su Su nó rất là khó chịu, không chịu đi học, lại cộc cằn. Cũng may là có cô Ngọc, nếu không á thì không biết tính làm sao. Chị cảm ơn em. Chị cũng có nghe loáng thoáng là bé Su Su bị bệnh tự kỷ, nhưng chị bận quá không về thăm bé Su Su được. À, em đang học ngành nào vậy? Cần gì á thì anh Thuận sẽ giúp cho. Anh Thuận có công ty riêng về ngành xây dựng đó em. Dạ, em học ngành sư phạm. Thưa chị, em có việc phải về ạ. Chị Ngọc. Chị Ngọc làm bạn của mẹ em luôn nha. Hãy
lũ đàn ông là thế. Ta không có gì phải tiếc nuối. Hắn mất đi một tình yêu chân thành là ta, còn ta chỉ mất đi một tình yêu giả dối là hắn. Rõ ràng ta không có gì để hối tiếc và phải khóc. Anh muốn giải thích với em? Không cần đâu. Tôi đã nói với anh rồi, tôi căm ghét sự giả dối của đàn ông. Thế thôi, anh đừng mất công với tình cảm này nữa. Vốn dĩ nó đã giả dối từ khi chưa được bắt đầu rồi. Ngọc à, anh muốn giải thích một lần thôi. Anh muốn giải thích cái gì nữa? Mẹ của bé Su Su còn sống sờ sờ ra đó, vậy mà anh dám bị đặt một chuyện khủng khiếp như vậy. Anh mang cái chết và sự sống ra đùa cợt. Tôi thất vọng vì anh và cả tôi nữa. Đúng, đúng là anh đã dối gạt em. Nhưng mà em hãy nghe anh giải thích đi được không? Mẹ tôi và tôi đã phải chịu nhiều đau khổ khi bị một người phụ nữ thứ ba chen vào hạnh phúc của mình. Anh nói đi, tôi đã bất hạnh như vậy thì làm sao tay tôi dám nắm lấy hạnh phúc khi chân tôi dẫm đạp lên hạnh phúc của người khác. Vĩnh biệt anh. Anh đừng bao giờ tìm tôi nữa. Cũng đừng lo cho tôi. Tôi sẽ không khóc đâu. Tôi chỉ tiếc là anh chưa thể hiểu như thế nào là tình yêu đâu. Ngốc, ngốc. Em có biết anh đau khổ biết chừng nào khi từng giây trôi qua mà anh không được nhìn thấy em. Đúng, đúng là anh đã dối gạt em. Nhưng có một điều anh muốn khẳng định rằng tình yêu, tình yêu anh dành cho em là thật, là thật đó. Em nghe không? Anh đi đi. Ngọc ơi, Ngọc, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Tôi cũng không muốn nghe bất kỳ một lời giải thích nào từ anh nữa. Em làm ơn đi. Anh làm ơn để cho tôi yên đi. Làm ơn đi. Ngốc, ngốc. Có bao giờ em rời xa anh không? Dù yêu anh nhưng mà em nghĩ là có. Vậy bao giờ em rời xa anh? Là khi em phát hiện anh lừa dối em. Vậy thì anh an tâm rồi. Dối gạt một ai đó không phải là bản tính của anh. Em tin anh. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì điều gì?
Nếu như em không gặp anh, chắc em sẽ chẳng bao giờ tin đàn ông nữa. Vậy thì bọn đàn ông phải cảm ơn anh đó. Ngọc à, mình kết hôn nha. Em đã cố gắng tìm hoài nhưng không thể tìm được một lý do để từ chối lời đề nghị này. Gửi chị. Cảm ơn cô giáo nhiều. Dạ không có gì đâu chị, đây là tấm lòng của em mà. Chị cố gắng khắc phục khó khăn để cho cháu được đến trường. Dạ. Dạ cảm ơn cô. Em chào cô. Ngọc. Dạ xin lỗi chị. Chị là Hằng, mẹ của bé Susu. Chị tìm em đã một thời gian rồi mà nay mới gặp được. Hôm nay em dành chút ít thời gian để nói chuyện với chị được không? Mỗi khi có ai đó hỏi tới chuyện của gia đình, anh Thuận nói chị đã qua đời là có lý do. Em đã biết câu chuyện của vợ chồng chị rồi, mong em hiểu rõ anh Thuận hơn. Em ra ngoài chơi với mấy đứa bạn, chắc tối về nhà đứa nào đó chơi bài nên sẽ không về đâu. Mẹ, mẹ định đi đâu vậy? Mẹ ở lại với con nhà ba đi mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà mẹ. Mẹ. Ở nhà chăm sóc con nha. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà mẹ ơi. Ba, mẹ bỏ con ba ơi. Mẹ. Ba. Lẽ ra lúc ấy chị cần phải sát cánh bên cạnh anh Thuận, nhưng chị lại rời xa anh ấy, phản bội cha con anh ấy là một tội rất lớn. Giờ đây chị lại quay về thì tội chị lại càng lớn hơn.
Ngọc hãy ở bên cạnh. Với cuộc đời của cha con anh ấy, họ cần Ngọc. Chị là người đàn bà tội lỗi. Lẽ ra lúc ấy chị cần phải sát cánh bên cạnh anh Thuận, nhưng chị lại rời xa anh ấy, phản bội cha con anh ấy, là một tội rất lớn. Giờ đây chị lại quay về thì tội chị lại càng lớn hơn. Ngọc hãy ở bên cạnh. Với cuộc đời của cha con anh ấy, họ cần Ngọc. Hành cho anh địa chỉ của em. Anh tìm em để làm gì? Thật lòng anh ra đây có hai mục đích. Một là tìm em, hai là chương trình từ thiện của bạn bè tụi anh. Em rất vui vì anh đang làm một việc có ý nghĩa như vậy. Không có gì. À, sao anh không dẫn bé Susu theo? Hôm nay Susu cùng mẹ về quê ngoại chơi rồi, với lại đường xa anh cũng sợ nó mệt. Vùng này có nhiều loại hải sản rất ngon. Bữa nào rảnh em sẽ dẫn anh đi, đưa anh tham quan nhiều khu mới. Chắc chắn có những điều anh sẽ bất ngờ đó. Sao vậy? Em nói gì sai hả? Không. Em có biết vì sao nhóm tụi bạn của anh chọn chỗ này để tổ chức từ thiện không? Anh và số đông đồng nghiệp bạn bè đều là người ở miền biển mà. Bộ có gì lạ sao mình nhìn anh như vậy? Không có gì, thì tại em mắc cỡ thôi. Em có cảm giác như là đang muối rìu qua mắt thợ vậy. Đâu có ai đi quảng cáo cuộc sống miền biển cho người miền biển bao giờ đâu. Cuộc sống của em thế nào? Em làm giáo viên chủ nhiệm lớp 7. Em dạy môn võ thuật hả? Anh này chọc em hoài. Có bao giờ anh nghĩ là anh sẽ về vùng biển tuyệt đẹp này để sống không? Có chứ. Nhưng mà cần phải có điều kiện để thúc đẩy ý muốn này. Là sao? Thì phải có gia đình nào chấp nhận anh làm rể chứ. Chứ không lẽ về đây sống bơ vơ như trên thành phố hả? Nếu như có người sẵn lòng đón anh, thì anh có dám thay đổi cuộc sống hiện tại của anh không? Đó là xa nơi đô thị phồn vinh. Anh đã nói rồi mà, có người đón anh sẽ quyết ngay. Mà nè, anh trả cho em giờ không phải của anh. Anh hy vọng em đừng tháo nó ra nữa.